Rồi bây giờ cầm cái này đi đâu? Dạ chị cầm cái đơn này chị qua bên quầy của quỹ chị đóng tiền rồi xong là lại không còn nữa đó chị. Qua đóng là em gửi liền cho chị phải không? Dạ dạ đúng rồi. Tụi em sẽ niêm phong lại hàng của chị để an toàn hơn, có giấy tờ thật đồ đàng hoàng để cho nó an toàn hơn. Thì em nói là em năm nay của chị là 2 đến 3 ngày đúng không? Dạ đúng rồi. Để chị gửi anh để chị alo